À, các con ơi, hãy lắng lại sân khấu và có một trò chơi rất là hay và cũng gì cũng rất là nhiều phần quà. Các con ơi, hãy điều lại sân khấu và có một trò chơi rất hay và cũng rất nhiều phần thưởng và phần quà dành cho con. Các con hãy ở lại nào. Các con ơi, quay lại sân khấu ngay nhìn hùng một chỗ nào. Quay lại. Đấy, có nhiều bạn trước để ý là trước khi vào trò chơi mới, các con đang cầm đồng quà, đang cầm đồng phần thưởng, những phần quà của ban tổ chức, những phần quà của tất cả các cha mẹ chúng ta gửi lại cho bố mẹ giữ hộ để chúng ta chơi một trò chơi thật sự vui vẻ, để tránh trường hợp chúng ta bị quên. À, các con còn đang cầm những phần quà của ban tổ chức, còn cả các bậc phụ huynh, chúng ta sẽ